Nhưng giao dịch như không lại thị trường chúng ta tiếp tục nằm sàn rất nhiều cổ phiếu tiếp tục nằm sàn đúng ngân hàng có vẻ chống lại một tí có gì nữa dầu khí chống lại một tí nhưng rất nhiều cổ phiếu nằm sàn thì nó sẽ nói như thế nào chúng ta sẽ cùng đi phân tích cái trạng thái thị trường này tìm những cái điểm mà mình có thể níu kéo vào cũng như là gì cũng như là xem các động thái của tâm lý nha nó hẳn là tâm lý của nhà đầu tư ở hai phe nhà đầu tư gì nhà tư cá nhân muốn giữ hàng nhà tư cá nhân muốn mua hàng và tổ chức thì đó là gồm nhà tư cá nhân và tổ chức rồi đó là phần đầu tiên tiếp tục chúng ta sẽ nhìn vào tự doanh <laughs> thì đây anh chị có thể thấy tự doanh chúng ta sao nước ngoài chứ mua rất mạnh tự doanh cũng có mua ở đây nhìn chung là dòng tiền lớn hôm nay đi chờ nha dòng tiền lớn đi chờ rồi đó là mình nói là khúc đầu tại sao mà mọi người thấy là phần mở đầu hôm nay nó hơi chán hơn bình thường mọi người thấy với cái tâm trạng thị trường này chúng ta nhào từ nhỏ lẻ có vui vẻ nói không chắc chắn chúng ta sẽ vui nổi phải không chúng ta làm sao mà vui nổi làm sao mà có tinh thần để mà nói chuyện quá nhiều phải không đó nó thành ra đây là trạng thái chung nên chị cứ cố gắng nha cố gắng ai cũng vậy thôi ai nghe cũng rất là chán ai nghe cũng rất là mệt mỏi thậm chí rất nhiều thường mới vào coi clip coi coi uh, YouTube về phân tích uh, cổ phiếu thôi gần đây có nhiều người có thể là không còn coi cái gì nữa cả uh, mó bắt cho xấu trai luôn đó đó là trạng thái của thị trường thị trường thì sao rơi đóng cửa kéo được lên chín bảy năm không về là chín bảy một có lúc về nhiêu chín bảy mươi rồi đó là khúc đầu chúng ta sẽ nói gì đầu tiên là chúng ta sẽ đi uh, nhìn vào đây chị thấy nó có gì trạng thái gì không lụng đấy, phải không hai phiên liên tục thật ra là không lụng đáy sau cây rút chân rút rất cao sau đó phiên sau giảm xuống lại y hệt nhưng không lụng đáy đây là một cái điều tương đối là lạ lùng phải không? lạ lùng rất nhiều cổ phiếu nằm sàn nhưng không lụng đáy vì sao vì nó đỡ những cổ phiếu trụ Vin30 ví dụ như gì Sabico, Masan người thấy trong phiên tụ nó xanh không? Ga đó, đó rất nhiều cổ phiếu trụ được kéo đỡ giá dẫn đến gì thị trường chúng ta không giảm không giảm lũng nha yeah. không giảm lủng nếu nó lũng thật sự nó xấu nhưng nó đỡ lại nó không lũng nó sẽ có cái trạng thái giống ở đâu anh chị biết không giống ở cái khúc ngay đây nè đó cái khúc ngay đây nó cũng tương tự như vậy nó tiếp tục nó giảm xuống nó quay đầu nhiều cổ phiếu sàn ở cây này nè quan nhớ hôm đó có đầu tư đó là sàn rất nhiều ở đây tại vì mình đi theo danh chị từng giai đoạn trên thị trường nên mình nhớ hơn hơn cái chỗ đó nến như thế nào thì đây nó cũng có trạng hai giống vậy hoặc là những cái chỗ đây là sàn rất nhiều nhưng thật ra không lũng quá nhiều nha thị trường nó không lũng quá nhiều ở đây cũng có nè anh chị thấy cây ngay đây nè cũng có nè cái này thì mình nhớ mình nói lại thôi chứ đâu phần anh chị chắc cũng không nhớ quá nhiều đâu giai đoạn nó rất là nét hoặc cái đây nữa nè đây là những cái cây sàn rất nhiều nhưng thật ra thị trường không giảm nhiều thì thường nó là báo hiệu gì chuẩn bị bắt vào nhịp đánh sóng hồi sóng hồi do rơi quá mạnh nha sóng hồi đã rơi quá mạnh đó rồi tại sao như vậy thì anh chị có thể thấy thị trường chúng ta nó không giảm nhiều ha nó chính xác là nó không rơi nhiều từ dùng này xuống đây nó vẫn bảo toàn được mọi thứ nhưng cổ phiếu nằm sàn bao nhiêu phiên rồi hôm nay chúng ta sẽ không tập trung vào nói nhiều về cổ phiếu chúng ta tập trung về nói những cái diễn biến tâm lý để cho anh chị chúng ta có thêm góc nhìn ok dự ok mua hoặc là cắt lỗ tùy anh chị không tùy anh chị tại vì trạng thái thị trường bây giờ không có gì đúng sai à, không có gì đúng sai chỉ có thời gian sẽ trả lời mọi thứ thị trường luôn đúng À, thị trường luôn đúng dù nó có rơi rồi chúng ta nhìn đi kìa đây anh chị thấy nó đã rơi xuống tới đây bao nhiêu cây rồi một cây sàn không, cây này tính ra cũng gần sàn đi hai cây sàn cây hôm nay nữa ngày 7 tháng 11 là thứ hai ba cây sàn không, ngày thứ hai ngày thứ ba ngày mai mở cửa ra tiếp tục sàn chắc chắn rồi phải không là bao nhiêu cây không bao nhiêu cây một hai ba và cây ngày mai là cây ngày thứ tư bốn phiên sàn liên tục nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề là con margin chéo như cái tiêu đề video rất nhiều nhà tư sẽ bị con margin tại vì anh chị phải hiểu á bây giờ toàn bộ thị trường đang nằm sàn từ ngân hàng ngân hàng ví dụ anh chị nhìn vào con liên việt tưởng ngon hôm qua bản tin có nói á, tưởng ngon nhưng nay cũng nằm sàn tiếp tục anh chị nhìn vào hép hoa sen nằm sàn đây bao nhiêu cây rồi đây là một cây nè không? đây cây này quay xuống âm bốn đây hai cây này nữa là nhiêu 12% phần trăm mười hai phần trăm không phải, 14% chứ tại vì 2 cây okay, 7% là 14%, 14% với 4% là 18%. Ngày mai tiếp tục mở cửa ra nằm sàn là sàn thêm mấy cây? Là thêm cây nữa, phải không? 18 thêm 7 là nhiều 25% hơn nữa, phải không? Có khi hơn nữa nếu mà mà ginh. Rồi tiếp tục anh chị nhìn tiếp nha, anh chị nhìn vào PVD, hả không? con này nếu ngày mai nó mở cửa xuống đây nó sẽ không áp lực quá nhiều nhưng anh chị đâu phải giữ một con cổ phiếu tại vì con này ngày mai nếu mà nó mở cửa xuống đây thì nó cũng sẽ giảm tiếp tục phải không nó sẽ giảm tiếp tục thì nó dẫn tới gì anh chị giữ nhiều mã Nha? giữ nhiều mã thì dù không con này không giảm mạnh thì nhiều con nó cùng giảm nó sẽ kéo tỷ lệ tài khoản anh chị xuống một mức cực đại nhất là sáng ngày mai khi mà hôm nay chúng ta sàng đấm đuối sàn đấm đuối hết mở cửa ra là gì nhốt hết luôn chắc chắn sáng ngày mai khả năng mở cửa nhốt hết là rất cao vì chúng ta bị con margin chéo nha yeah. con margin chéo giữa nhiều mã với nhau ví dụ như chúng ta giữ gì banh trứng thép bất động sản dầu khí anh chị mua năm mã năm ngành đó à, hơn chúng ta đầu tư chúng ta vậy thôi là chúng ta mua năm mã năm ngành nghề thì với năm mã năm ngành nghề này chỉ cần bốn ngành trong đây à, trừ dầu khí đi bốn ngành còn lại sàn hết thì sao thì sáng mai mở ra anh tài khoản anh chị sẽ là 7 nhân 4 không? Oh. 7 x 4 tại vì sao? Mỗi một con sàn 7%, phải oh. không? Mỗi một con sàn 7%. Đó. Là âm bao nhiêu? Là mở cửa ra âm 28%, phải không? Âm 28% tổng NAV mở mắt ra vừa ATO. Anh chị đâu kịp bán. Bây giờ sao anh chị xây tiền kịp? Ít người xây tiền kịp lắm. Đa phần sẽ gán gồng chứ không xây, không nạp nữa. Đó, đó là cái trạng thái thì đương nhiên những cái vấn đề này nó cũng hội tụ lại là gì là sáng mai nhà tư chúng ta trên thị trường bị con margin rất nhiều nó sẽ dẫn đến hai yếu tố thứ nhất thị trường sẽ cho con sống hồi À, thì trường sẽ cho con sống hồi vì sao ví dụ như anh chị nhìn con hoa sen nè nó rơi như thế này thì ngày mai khi nó mở cửa thêm một cây nữa nó sẽ giống như cái cây này nè rõ cái cây này nè cái cây tăng trần này, anh chị thấy không khi nó rơi sàn liên tục quá nhiều á thì nó mở cửa hấp quá dẫn đến anh chị nhào tư chúng ta không kịp bán thì ngày mai nó cũng giống vậy cái tổ chức nó đã đi chợ vào nó sẽ đi chợ vào kéo ngược lên ngay lập tức nha kéo ngược lên có thể nó sẽ chạy lên lại giá nhiều là giá 11.5 đó là cái trạng hái sáng ngày mai uống nhấn mạnh với anh chị nhà tư để anh chị để anh chị nếu mà muốn bắt sáng mai nên bắt giá sàn theo qua đánh giá sáng ngày mai mở cửa ra mà sàn nhảy vô mua ngay mua tay không mua trung bình giá hồi lên chút bán hồi lên chút hơi không cần hồi nhiều rồi gì nữa qua là bắt đáy thì sáng ngày mai bắt vào những cái con thị trường những cái con mà đánh nhảy sàn nhiều cây á nên nha nên vì sao vì hơn nhất tổ chức đã đi chợ đây anh chị nhìn vào anh chị thấy rồi một sở hệ luôn nó đi chợ rồi đây nè rồi rất nhiều mã nằm sàn con margin chéo anh chị cái này thì Quang nói là qua làm broker Quang là broker chuyên gia của vbs thì quan quản lý bốn năm trăm khách bốn năm trăm khách đây là có những khách không có vào rơm của mình nữa đó ví dụ như vậy thì rất nhiều người có email thông báo bị con margin rất nhiều người có thậm chí những cái nơi khác người ta ví dụ như của bên TCBS À, tên CBS nhưng khách hàng của bên họ có sử dụng tài khoản VBS bên đây, cái họ nhắn tin qua quan họ hỏi là gì? tài khoản của khách bên họ nhiều người đang bị gì á? thì bao giờ VBS nó con rất là họ không biết thuộc tục con bên mình kiểu như vậy, tức là sao? tức là rất nhiều nơi, rất nhiều người đều bị con margin, tới các lãnh đạo lớn cũng bị con margin, nha? thì dẫn đến cái vấn đề gì? khi tất cả cùng ồ bạn ra là cái lúc đây nha là cái lúc đấy thông thường là luôn luôn là như vậy vì sao vì bán ra sẽ có một cái thế lực nó nhảy vô nó mua hết và nó mua nó đánh cái sóng hồi lên nhỏ thôi nó đánh sóng hồi tại vì luôn luôn là nó sẽ đánh ngược tâm lý chúng ta tâm lý đám đông đám đông đi đang muốn cắt lỗ đang muốn nhảy ra thì nó sẽ đánh vào nha đó là cái vấn đề đầu tiên của nói với anh chị ở đây vấn đề thứ hai đó là những vấn đề dành cho những anh chị đang muốn cắt lỗ cổ phiếu trên thị trường nào đang muốn cắt lỗ thoát khỏi thị trường thì qua chị nói như thế này nè hoặc là anh chị cắt lỗ ra anh chị tìm cơ hội mới anh chị nhảy vào lại thì qua chị nói quan điểm như thế này anh chị nhìn vào cái hình này anh chị nhìn vào ở đây giúp quan anh chị thấy những cái mã trên màn hình này không à, những cái mã trên màn hình này có phải là những mã rất quen thuộc với anh chị không vnd mbb hay là vật liệu cơ bản hòa phát hoa sen nam kim công nghiệp có ghét của ông tuấn mượt hay là ci nè phải không những cái con rất là quen thuộc hag của bầu đất hng đá bắt cô bán heo nè chẳng hạn phải không kbc mập g thế giới động bvd po gần như cổ phiếu benny vin 30 rất nhiều mã cổ phiếu ở đây anh chị thấy quen không chúng ta đều gần như thuộc lòng hết tất cả những mã này phải không gần như là khoảng hai ba trăm mã gì đó chúng ta bây giờ đi ra đường á chúng ta nhìn vào đâu là chúng ta biết ôi đây là công ty này đây là công ty này đây là mã chứng khoán này đi nhìn hàng công hơn một cái anh chị sẽ biết đây là gì đây là ctg hay là anh chị đi quận nhất á anh chị thấy cái con hú cưng không cái con pet á nó có cái tòa nhà rất lớn ở bên quận nhất đó. đó rồi hoặc là anh chị đi trên đường anh chị thấy những cái công trình xây dựng nó có ghi là con tết con đó là của ctd đó rất nhiều mã không thì những cái mã này qua nói với anh chị một điều á thị trường bây giờ nó lỗ đúng chúng ta lỗ nhưng nếu anh chị lựa chọn anh chị âm 70, 50, 40, 30 trăm anh chị cắt lỗ ra để anh chị nói gì anh chị chờ nó rơ anh chị chờ mua con khác hồi lại thì quan hoặc là chờ hồi mình mua lại mình gỡ lại vòng mới là anh chị sai vì bản chất thị trường chúng ta chỉ có những mã như trên màn hình đây thôi Nó chỉ có vòng vòng đây mấy mã thôi Bây giờ anh chị bán ra Anh chị hiện thực hóa cái lỗ của anh chị Xong rồi gì anh chị sau này điểm mua đẹp Anh chị cũng mua lại thịt mấy mã này à, Cái này thật sự thật đã đầu tư lâu rồi anh chị sẽ hiểu Bây giờ anh chị cắt ra Âm trăm, anh chị còn có 30% tỷ còn 300 triệu sau này anh chị hỏi anh gỡ con nào hoặc là anh chị đi bất cứ rơm nào khác, bất cứ kênh nào khác anh chị hỏi để cách gỡ thì người ta cũng tư vấn anh chị vòng vòng mấy mã này thôi ví dụ anh chị chán quá anh chị cắt lỗ con vnd ra nó không âm bảy mươi trăm hoặc âm sáu mươi trăm anh chị chán quá trời chán luôn rồi hoặc là âm bốn mươi trăm chán quá trời chán cắt ra chờ mua con mới cái qua bên kia anh chị hỏi rơm khác nó sẽ tư vấn anh chị mua con vít ví dụ con vít là con này là con này nè, là, là cái con chứng khoán vít này nè, gọi là con HCM, thật ra bản chất hai con ba con chứng này nó y hệt nhau, nó đâu có khác gì đâu, Sẵn sàng, sàng y hệt, nó cùng một ngành trần nó cũng trần y hệt. Đó, nó thành ra là anh chị không bao giờ chạy khỏi nắng với những cổ phiếu này dù anh chị bán con này để chạy qua con kia thì bản chất nó như vậy, nhưng anh chị đã hiền thực hóa cái lỗ của anh chị và làm cho anh chị khó gỡ hơn thôi, nha, khó gỡ hơn thôi. Giai đoạn này rất khó cho tất cả mọi người nhưng cần phải hành động cho đúng cho hợp lý một là gì ví dụ như anh chị có xác sức cao là sáng ngày mai con ma kinh chéo anh chị đang giữ con vnd anh chị âm bốn phần trăm anh chị có tiền thì anh chị làm gì anh chị sáng mai anh chị mua giá sàn trưa nó hồi lên chừng ba năm anh chị bán ra luôn tại vì anh chị đang có sẵn hàng mà anh chị mua vào năm ngàn chị kéo lên ngay trong phiên chị bán ở 000 ngàn chị đang giữ 10.000. thì tổng anh chị vẫn là năm ngàn chị lời đựng khúc đó đó là cái cách bây giờ anh chị đầu tư thôi thị trường này nó nát nhưng nó không bao giờ chết à, nó nát nhưng nó không bao giờ chết nó theo chu kỳ đi xuống rồi nó cũng đi lên bản chất những cái con này nó cũng y hệt vậy không thật ra trên thị trường này số mã ít đi hay nhiều lên nó ít đi anh à, chị thấy rõ ràng không nó mất cái đám của ông quyết á à, một số con bị cấm giao dịch của ông quyết đó nó mất đi vào vài cổ phiếu chứ nó số lượng mã mà để nó phát triển nhiều lên rất hiếm vì sao vì cái hữu tật tục lên sàn rất khó và còn gì nữa cái hỗn tục đã khó và để còn để có thể cho nhà đầu tư chúng ta dám mua vào những con đó càng khó hơn nên thành ra bản chất vẫn là những cái con này nó xây vòng xây tới xây lui xây lên xây xuống thôi nên chúng ta cần phải hiểu đúng cái vấn đề đó chứ bây giờ cắt ra xong để năm sau mua lại thật ra năm sau mua lại mấy con này dám cùng mua giá cao hơn nữa nha còn việc theo anh chị anh chị có thể hỏi qua là vậy thì bây giờ giữ khi nào lên thì quan nghĩ ít nhất không giảm mài không không mãi mọi thứ trên thế giới nó cũng đã xong hết rồi tin nó cũng ra hết trơn luôn rồi phải không không còn gì cả thì việt nam cho dù có cố gắng cỡ máy quan nghĩ chắc trong tháng này hoặc là trong tuần này thôi cũng phải hồi lên rất mạnh cũng phải hồi lên rất mạnh không thể chống lại quá nhiều tại vì bây giờ quỹ tỷ đô mà nó rời khỏi việt nam đó, quỷ tỷ đô mà nó rời khỏi Việt Nam Các công ty không gồng nổi mà bành Thì chắc cũng nát tới nơi Và không nghĩ là nhà nước chúng ta sẽ để cho bành tới mức đó đâu Đây là cái nhịp qua nghĩ là con margin cuối thôi Chúng ta phải gán mà chúng ta trụ qua được nha Bản chất ở đây đồ thị nó cũng đã thể hiện rồi Thị trường ở đâu có lũng đâu không? Thị trường ở đâu có đánh lũng đấy đâu Nó vẫn neo lại được giống như hồi xưa đó đây nè giống như những cái nhịp này nè xong rồi nó sẽ có cái cây hồi nên chúng ta hà chúng ta bán chúng ta cũng phải bán ngay cây hồi chúng ta đừng có bán ngay cây đạp bán nằm sàn tại vì sàn thì sao nó đã là tận cùng rồi đừng có bán ngay tận cùng kiểu gì nó cũng sẽ có hồi nha đó là những cái gì muốn nói với anh chị nhà tư một cái ngày giao dịch phải nói là tất cả chúng ta đều tiêu cực nhưng mà quan thì quan vẫn nói là gì thị trường nó không tới mức đó đâu cũng như là sau khi tất cả mọi thứ cho qua đi thì cho dù theo quá khứ đó nha nó sẽ tốn một năm hoặc là 6 tháng để nó tích lũy lại thì tích lũy xong có thể là khoảng sáng 6 tháng 7 năm sau thị trường chúng ta sẽ bắt đầu đi lên và làm lại bình thường hơn thị trường chúng ta là sao chỉnh là sẽ đi lên chứ không phải chỉnh là gãy luôn chỉnh là đây là nói theo chặt tháng đó nha là chỉnh là đi lên không phải là gãy luôn thị trường kinh tế cũng phải phát triển bình thường thôi có hành trừ kiểu gì kết quả xong thì nó cũng sẽ đi lên nha yeah. đó là tất cả những gì muốn nói với anh chị nhào trên trong cái video hôm nay anh chị có thể sao xem được hết video lượt đăng ký kênh nếu thấy những cái quan điểm này là hợp lý thì có thể vào rơm quan chăm sóc và hướng dẫn trong những giai đoạn thị trường giao dịch ổn định chúng ta không thể đầu tư trong giai đoạn này trước đây thì qua chỉ có thể đưa ra khuyến nghị tương đối là 50 50 thôi ví dụ như việc bắt ngày mai sáng mở cửa ra nằm sàn đó là khuyến nghị cũng khoảng là xác sức là 50 50 thôi chứ không không thể là khuyến nghị 100 chính xác được chúng ta khuyến nghị xác sức cao là ở đâu là khi thị trường nó an toàn hơn thị trường nó giao dịch bình thường ví dụ anh chị thấy những cái phiên mà nó ngày nó chỉ quanh tham chiếu hoặc là nó tăng giảm 50 điểm phiên đó những cái phiên nó rất dễ đầu tư, phải không? cái chúng ta đang hiếu là những cái phiên ổn định gần như không có gần như cái liên tục biến động rất lớn nha rồi thì đó là bản tin chia sẻ ngắn tối nay không có phân tích gì quá nhiều vì sao vì sang hết rồi phân tích gì không uhm, ra đa, đa, đa phần là giống nhau bắt thì đơn lựa những con đầu ngành đã sàn nhiều cây ví dụ như gì ví dụ như đất á, không dám bắt con đi rồi bắt con đất xanh bắt con đất xanh hoặc là con xeo còn ví dụ như gì dầu á, thì sao một là chọn đầu ngành bvd hay là chọn bvs bvc rồi hoặc là cơ bản tốt như BR rồi ngân hàng ví dụ vậy ngân hàng thì sao STB thường thường là vậy thôi STB CTG rồi tiếp tục là gì tiếp tục là hép thì cứ hoa sen thôi hoa sen tại vì đừng chọn năm con năm kim với con gì con HBG vì hai cái con đó thường nó sẽ không nhảy bằng con hoa sen đó đó là những cái thường thường cổ phiếu nó trên thị trường bây giờ anh chỉ có cắt ra mấy con đó nó có giá trị tại vì sau này anh chị cũng mua lại mấy con đó thôi nhìn lên nó trần tức luôn đó ha à. hoặc là anh chị mình đang có sẵn hàng mình mua lại cái con mình đang có nắm giữ á xong rồi trưa nó hồi lên tại vì không có gì sàn tuyệt đối nha không có gì sàn tuyệt đối rồi thì đó là những gì muốn chia sẻ với anh chị nhà đầu tư chúc anh chị buổi tối tĩnh tâm nha buổi tối tĩnh tâm không vui vẻ nữa đâu anh thị trường nào không có vui nổi rồi xin chào anh chị nhà đầu tư